Dạ, kênh Lê Nguyễn mình chào bà con và các bạn, mình đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp đến nhà vườn của em Gia Long, giao lưu kiển lá và một số cây phôi hoa giấy Mỹ, dáng cây rất to khủng đẹp nha bà con, và một số cây ăn trái. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Nhà vườn Gia Long xin chào quý bà con cô bác nha, chào anh Liêm nha. Em hôm nay em xin giới thiệu một số kiển lá với phôi với cây ăn trái. Đầu tiên em giới thiệu cây ăn trái đi, giờ này chưa cũng đau bụng rồi nha. Đầu tiên là cây cóc nha anh chị em, cóc này cóc hái nha. Nói chung hàng này cóc hái là siêu trái lắm, nói chung cỡ này là ra trái nè, cây nhỏ xíu ra trái nha. Dòng này thì cao khoảng tầm 70 tới 90 xăng nha. Bé này thì em để anh chị em là 90k, 90.000 nha. Đơn trên 300.000 em bao ship cho anh chị em. Dạ. Cốc cóc này này em để bà con về trồng vô cái chậu bự cái cũng có trái ăn dạ quanh đúng năm rồi, mà. cốc này bây giờ em gửi anh chị em là lúc nào cũng có trái đơm 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 trái chân nha. Dạ, em xin số 1 số 1 nha. Rồi để em lên mẫu số 2 ạ. Mẫu số 2 mình là ngũ gia bì anh chị em, ngũ gia bì này to lắm nha, bự lắm. Bé này thì tàn ngang ghê, tầm 50, tàn ngang 50 nha. Cao cao thì ở khoảng cũng có khoảng 45 nha, 40 tới 45 xăng nha. Bé ngu gì bờ bự lắm nha. Bé ngu bì này em để anh chị em là 170 nha, 170 tàn bự dữ lắm mà. Lá cẩm thạch xanh vàng ha. Dạ. Bé này chập hàng rào đẹp lắm nha, làm hút được nữa anh chị em. Em xin số 1 số 2 nha. Rồi, để em lên mẫu số 3 cho mình nè. Mẫu số 3 này là bằng lăng. Bằng lăng tím nha anh chị em, bằng lăng hồng nha. Chạy bông rất là đẹp luôn dạ. Rồi mẫu này thì rơi tầm cao tầm khoảng là 90 cm nha. Bé này là 120, em giao lưu anh chị em mình 120 nha. Dạ. Bé này nói chung là bông là xuyên suốt luôn ạ. Bằng lăng này siêu bông nha anh chị em. Rồi em xin xuống mẫu số 4 nha. Em xin lên mẫu số 5 ạ. Mẫu số 5. Bé này chanh ạ. Chanh cẩm thạch. Chanh cẩm thạch nha anh chị em. Bé này chanh cẩm thạch này thì cái trái nó cũng ra cẩm thạch luôn nha, nhưng mà khi chín nó sẽ màu vàng nha. Chín nó màu vàng. Chanh này thì cái vị nó thơm hơn chanh mình nha, nhưng mà lá nó lá cẩm thạch nha anh chị em, trái trái cẩm thạch luôn. Bé này 65.000 ạ. Bé chanh cẩm thạch là 65.000 nha anh chị em. Dạ. Em xin xuống bé chanh cẩm thạch này nha. Mẫu số 5. Rồi, em xin lên mẫu số 6 ạ. Chanh Mỹ ạ. Đây. Chanh Mỹ này em giao lưu anh chị em mình là 60.000 nha. Bé này chanh Mỹ là bự lắm. Cây này có trái luôn nè ha. Dạ. Nè. Trái này chắc cũng rất là to luôn ha. Dạ đúng rồi, trái to đó, chanh Mỹ à. Bé này em giao lưu anh chị em mình 65.000 nha. 65.000 cây. Dạ. Bé này cao rơi tầm khoảng 40 cm nè. Rồi, em sẽ xuống mẫu này nha. Kế tiếp là mẫu số 7 nha. Em lên mẫu số 7 cho mình nha. Tường vi. Tường vi hồng ạ. Mẫu số 7 này là tường vi hồng. Chiều cao gơi tầm khoảng 60 tới 70 xăng nha. Bé này thì em giao lưu anh chị em mình là 75 nha. À. Tường vi hồng. Đơn bên em là 300k em sẽ bao ship nha. 300k em sẽ bao ship. Còn đơn lẻ lẻ thì anh chị em mình hậu phí ship giùm em nha. Rồi em xin lên mẫu số 8 nha. Lựu nha anh chị em. Lựu ạ. Lựu này thì ăn vẫn được nha. Đây trái đây, có trái rồi. Trái ha. Dạ. Trái nó to hơn nữa không hay là gì? Dạ to hơn tí nữa nha. Lựu này mình ăn vẫn bình thường nha anh chị em. Dạ. Mẫu này là mẫu số 8 nha. Lựu. Em giao lưu anh chị em mình là 80 nha. Rồi em xin xuống mẫu số 8 ạ. Mẫu số 8 80k. Rồi lên em xin lên mẫu số 9, tiết sơn phi hồ anh chị em. Tên rất là đẹp luôn nha. Dạ, tiết sơn phi hồ bông này là bông màu tím lợt lợt. Nói chung cái lá nó cỡ này mùa mưa nè, rất là dễ ra bông, khi mà nắng tới rất dễ dễ ra bông nha. Em giao lưu anh chị em mình giá là 75.000 nha. Mẫu tiết sơn phi hồn 75.000. Rồi em xin xuống mẫu số 9 ạ. Tới mẫu số 10 ạ. Mẫu số 10 này là tiểu hơ nha. Cái bông này hơ lắm nha. Nó bây giờ là nó đang bút nụ hết rồi nè, nó bút bông hết rồi. Lại tiểu hơ. Nó hơ lắm, cái này là loại hơ lắm nha. Loại này em giao lưu anh chị em mình 55.000 nha, 55.000 ạ. Thì cái chiều cao dưới tàn nó rơi tầm khoảng 40 tới 45 á. Dạ. Rồi em xin xuống mẫu số 10 ạ. Lại tiểu hơ, thơm lắm nha anh chị em. Em xin lên mẫu số 11 nha, trang. Mỹ vàng, 11, Mỹ vàng nha. Phụng hoàng vàng cũng nói nữa nha anh chị em. Phụng hoàng kim chứ. Mẫu này mẫu 11 phụng hoàng kim. Em giao lưu anh chị em mình là 65k nha, 65.000 anh chị em. Đó. Này chiều cao nó rơi tầm khoảng 45 đến 50 cm nha. Dạ. Em xin xuống mẫu 11 nha.
bông nó bự lắm ạ, phụng hoàng, phụng hoàng kim. Bé này là Hoàng Châu công chúa, Quyền Châu công chúa mẫu 12. Bông nó nè. Đó, nó lạ lắm nha, đơm đơm đơm, đơm heo nha anh chị em. Chừng nữa nó sẽ có cái nụ, nó sẽ có màu vàng đây nha. Nó trong đây nó ra màu vàng nữa nha. Ở trong đây nè. Bông nó trong đây nó ra màu vàng, nó treo xuống rất là đẹp nha, Quyền Châu công chúa. Bé này em Zalo anh chị em mình là 95 ạ. Dạ, Quyền Châu công chúa 95 nha anh chị em. Cây này thì cao lắm, cây này đó em đóng hàng cao lắm nha anh chị em nha. Cây này nếu mà đóng hàng rơi tầm chi cao nó tầm khoảng tới 80 mấy nha, 80 mấy gần 1 mét à nha, 80 tới 1 mét nha, 8 tắc tới 1 mét à. Rồi em sẽ xuống mẫu này à. Mẫu kiển lá kế tiếp là Mai Chỉ Hiên nha anh chị em, Mai Chỉ Hiên này. Bông này thì em Zalo anh chị em, mẫu này mẫu mini nha, mẫu mini em Zalo anh chị em mình là 65.000 nha. 65.000 bông màu trắng. Dạ. Yeah. Rồi em xin xuống mẫu này nha. Đó, bông này rất là dễ thương nha. Mới chấm là giống mới mà chị, giống mới anh chị em. Dịp Lào mẫu 14, dịp Lào 75.000 em Zalo anh chị em mình 75.000 ạ. Tại cái bông ở đây. Bông nó tựa như bông cộng với anh chị em. Ai mà có tuổi hơ là biết là bông cộng nha. Bông này thì ai mà khéo tay á, mình làm hình công chúa được nha. Khéo tay mình làm hình công chúa mang cái đầm được. Đây mẫu 14. Mẫu này em Zalo anh chị em mình 75.000 nha. Rồi em xin xuống mẫu 14 nha, để em lên mẫu 15 ạ. 15 này là ngải đất nha. Đây. Ngải đất có cái bông đẹp lắm. Đó. Bông này lâu lắm nha, bông này tầm 2 tháng nó mới tàn nha. Mẫu ngải đất này em Zalo anh chị em là 90k nha, 90k. Đó. Này anh chị em nào mua về để làm thuốc vẫn được anh chị em. Rồi em sẽ xuống mẫu 15 ạ. Tới mẫu 16. Trầm hương, cây trầm hương nha. Cây trầm hương nha anh chị em. Mẫu này thì em Zalo anh chị em mình là 65.000 nha, 65.000, bông nó màu trắng nha. Đây, bông nó nè. Thơm lắm ạ. Bông này phát phát ở nhà mình để trong phòng khách hoặc là phòng ngủ ban công á, thơm lắm. Nó hơi hỏng như mùa hơn lắm nha, trầm hương nha. 65.000 ạ. Rồi em xin xuống mẫu này nha. Nguyệt Quế Thái ạ. Bé này cũng thơm đó nè. Bé này anh chị em mình mà để trong phòng khách với hoặc là phòng khách, phòng ngủ ban công này kêu đó. Tới đây một con nghe mùa hơn nha. Dạ. Yeah. Bé này rơi tầm khoảng là 3 tắc rưỡi tới 4 tắc nha. Em Zalo anh chị em mình 65.000 nha. Đó. Cây này cũng bông dữ quá ha. Dạ. Lá này có thể cắm hoa được nha anh chị em. Mình làm trong bình bông này kia đó, mình sử dụng cả lá và bông luôn á. Đây em xin xuống mẫu Nguyệt Quế Thái nha. Đây. Kế tiếp em sẽ xin lên một số dòng pho bên em nha. Ôi, đây pho bên em chiếc này về pho VIP không anh chị em. Đây, bé này đây. Anh chị em chịu khó theo dõi giùm em nha, tại vì em đo nó hơi chậm tí nha. Đây, bé phôi này, hoành đây nè, hoành là 28 nha. Bé số 1, phôi số 1 hoành 28. Sổ đế 55. Dạ. Bé này em Zalo anh chị em mình là 700 bao ship. Bé này tổng chiều cao luôn. Tổng chiều cao luôn là để em đo lại tổng chiều cao cho anh chị em mình nha. Tổng chiều cao là 95 nha anh chị, 90 kể như 90 anh chị em, tổng chiều cao là 90. Nguyên cái bệ này nó dạ. Đặc nó to lắm mà. Dạ dạ. Bự lắm nha. Bé này nói chung là gãy lực nha, lợi lực. Rồi em xin lên số 1 số 1 nha. Rồi. Em lên mẫu số 2 ạ. À. Mẫu số 2 đây, mẫu số 2 này lực nha, lực sĩ. Mẫu số 2 này hoành cổ đây là 30 nha, hoành cổ đây là 30. Đây, hoành cổ 30. Rồi. 30. Hoành cổ 30 nha. Chỗ này khó đo tí nha anh em. Hoành cổ 30. Chiều cao đế là tới 50 đó nha. Từ đây xuống đây 50 nha. Dạ. Bé này em Zalo anh chị em là 450 nha, bao ship nha. Cây quái nha, lực quái. Có cộng gửi cả sáng hoài luôn á, có cộng 1 đó. Rồi em xin lên mẫu số 2 ạ. Đây. Bé số 2 này hoành eo đây là 25 nha, hoành eo 25. Hoành eo đây là 25 anh chị em. Sổ đế từ đây tới chiều cao đế chứ không phải sổ đế nha, chiều cao đế là 50 nha. Dạ. Bé này em Zalo anh chị em là 500 bao ship nha. Đế lực nè. Dáng này anh chị em mình chế thành dáng bay được nha. Nè, em cắt sẵn cho mình anh chị mình làm cái mâm luôn. Ghép cũng được mà để zin cũng được nữa. Zin là làm một cái mâm trên đây luôn nha. Nè.
Rồi em xin xuống mẫu số 3 nha, để em lên mẫu số 4. Mẫu số 4 là con gắn bò nha. Đây mẫu số 4 này, sáng ốc tròn do luôn. Dạ sáng ốc nhìn quá lắm nha, rất là to, gan dạ. Tay không hết. Dạ mẫu số 4 này quái, siêu quái. Mẫu số 4 này em giao lưu anh chị em là 400 bao ship nha. Đây em đo cái quần cổ cho anh chị em xem. 20 yếu tí nha. Đây đế cao, đế cao là 55 đó. 55 mẫu số 4 em giao lưu anh chị mình là 400 bao ship. Nó có một cọng gỡ nó sáng đã mà chị em, xong rồi xuống đây nó có hai cái chân nha, bông cọng gỡ nó mọc cái hai cọng nha, để làm hai cái chân, chân bên trái chân bên phải. Anh chị em mình về trồng lên thì mình bẻ chi này kia tỉ với anh chị em mình nha. Rồi em xuống mẫu số 4, em lên mẫu số 5 nha. Bé số 5 này, bé số 5 này ở trên đây, một cục ở trên đây anh chị em mới đã không, cũng hai chân nữa nè, hai chân mất chéo nha, mình trồng tới đây thôi là được rồi đó. Bé số 5, bé số 5 này hoành, để em đo hoành cho anh chị em xem ạ. Dẫn chuyển này bị chạy nha, chừng nữa trước khi đi em sẽ ha keo cho anh chị em mình không sao nha. Ha keo, nói chung là ha keo là bông giấy Mỹ, ha keo mấy vết nhỏ là bình thường ạ. Mẫu này là hoành là 21 nha, hoành 21. Đế cao là 55, hoành 21, đế cao 55 anh chị em. Đây, mẫu này em giao lưu anh chị em mình, nói chung là có cái lỗi này đi, em giao lưu anh chị em mình là 400 bao ship luôn. Dạ. Đế bắt chéo chân. Em xin xuống mẫu số 5 ạ. Rồi em lên mẫu số 6 nha. Đây bé số 6. Bé số 6 này hoành, em đo hoành eo nha. Ở đây là hoành gốc nè, hoành gốc em đo hoành gốc cho chị em mình xem. Hoành gốc ở đây tới 31 lận. Nè, cùng hoành eo nha. Em ở đâu hoành eo? Hoành eo là 23 nha. Dạ. Bé số 6, chỗ đế, đế là cao chắc tầm 40 nè. 44, cả như 40 anh chị em. Mẫu số 6 này em giao lưu anh chị em mình là 350 bao ship. Rồi em xin xuống mẫu số 6 là mẫu số 7 nha. Bé này lực nha, lực sĩ, lực lắm nha. Nè. Đó, một cục luôn. Một cục luôn anh chị em. Mẫu số 7. Quần eo nè, cái bé này bự lắm anh chị em ơi. Đợi em tí nha, nặng. Dạ, trợ lý ơi, dẫn dùm trợ lý. Ồ, oh, oh, 39 luôn. Hoành cổ 39 anh chị em. Đó. Đế cao 45. Dạ. Bé số 7 này em giao lưu anh chị em mình là 550 bao ship. Rồi em xin xuống bé số 7 nha. Em lên bé số 8 à. Ê, bé số 8 là một cốt nha. Bé số 8 là một cốt anh chị em. Ngũ phúc 1, 2, 3, 4, 5. Một cốt khó khăn, một cốt. Một cốt này rơi tầm khoảng gần 40, gần 40 xăng từ đây tới đây. Để em đo hoành eo cho anh chị xem nha. Hoành eo 29. Đế cao. Số đế đi. Số đế là 50 nha. Số đế 50. Tổng dạ. Chiều cao luôn. Tổng chiều cao. Một cốt tổng chiều cao này là cứng 1 mét, hơn 1 mét nha. 1 mét lẻ mấy. Bé này em giao lưu anh chị em mình là 550 bao ship luôn. Giao lưu anh chị em mình nha. Đây. Đế này nói chung là bộ đế này già lắm nha. Lô này 6 năm rưỡi lận nha. Dạ. Em xin xuống bé này ạ. Tới bé số 8. Số 9 ạ. Bé số 9. Bé số 9 này thì cái gỡ đây nó giống như là một cục vô cái quặng cổ ở đây nha. Bé số 9. Em sẽ đo cái quặng cho anh chị em xem. Dạ. Em mượn anh Liêm dịnh em tí nha. Bé số 9 quành cổ là 30 nha. À. Đế cao 57. Dạ, bé số 9 thì em giao lưu anh chị em là 350 bao ship. Em xem bộ đế cho anh chị em xem ạ. Rồi em xin xuống bé số 9 nha. Tới bé số 10 ạ. Bé số 10 cảm giác nặng nha anh chị em. Ồ nặng thiệt. Bé số 10, một cục luôn. Đây. Thấy chưa anh chị em? Em gì anh chị em mới thấy nè. Dán bài nha. Bài nha, bé số 10. Bé đặc biệt nha. Bé số 10 đây. Hoành cổ 30 nha. Đó. Em đo là eo 30. Đấy đây.
ngay cái cục bé này giống như có ba bi vậy đó anh chị em. 79 ông ta lật lại đâu, em xin lỗi nha, đau lộn này đâu, cụm này đâu tới 79 chứ, 73 72 hả, dạ 72 đế cao 50 bé số 10 tổng chiều cao bay đây, độ bay qua là 27 tổng cao 65. Bé này em vô lưu anh chị em là 600 bao ship nha, một cục nha, một cục gù nha, chán bay. Rồi em xin xuống bé số 10 nha, anh đếm lên bé 11 này, bé 11 bé này có hai cái tay sách nha, bé này tối hôm qua em mới khui tối hôm qua có hai tay sách, một sách đây anh chị em muốn sách thì sách nha, còn bên đây cũng sách được nha. Đấy. Bé 11 này để em đo hoành trên cho em mình xem. Đặt ngược lên nha, 25 hoành 25 đế cao 55 tổng thể chiều cao nó rơi tầm khoảng 55 cộng 35 là ra khoảng 85 nha anh chị em. Bé này 85 nha, bé 11, bé 11 này em Zalo anh chị em là 550 con ship, 550 con ship nha, có tài sách nha anh chị em. Yeah. Bữa nay em xin giao lưu anh chị em một số bé phôi với kiển lá bên vườn Gia Long em nha. Em xin kính chào anh Liêm với quý bà con cô bác nha. Dạ. Yeah. Rồi, mình kết thúc clip đây ha. Dạ yeah, dạ. Yeah. Rồi, mình chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Hy vọng bà con mình hợp nhãn chú hộ nhà vườn nha bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. À. Nhà vườn giao lưu cái phôi rất là đẹp luôn ha. To khủng. Rồi, bye bye bà con nha.